Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 9, chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Với phương châm sáng lúa chiều cây vụ đông, nông dân nhiều địa phương tập trung xuống đồng gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Gặp gỡ Đặng Lê Nguyên Vũ, lần đầu tiên mang cờ truyền hình trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia về với Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã báo cáo khái quát với đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay. Các cấp các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách an sinh, chăm sóc người có công tiếp tục được quan tâm và thực hiện hiệu quả, thu hút đầu tư đạt được kết quả khá. Thái Bình là tỉnh luôn nằm trong top đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Thái Bình cũng đang tập trung xây dựng và thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn cá nhân đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa để Thái Bình phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay. Đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được trẻ hóa, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có tư duy đổi mới, nhờ đó mà kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, thu hút đầu tư thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Theo dõi tình hình cũng như là qua nghe báo cáo thì rất là mừng về những gì mà các đồng chí đã làm được trong 2 năm vừa qua. Trước hết là sau nghị quyết đại hội thì hệ thống chính trị chúng ta nhanh chóng được củng cố kiện toàn. Và với việc kiện toàn như vậy, cái đoàn kết là được tăng cường. Đây là cái điều Trung ương cũng đang rất mong đợi ở tất cả các địa phương. Cái thứ hai nữa là cũng là một cái tỉnh hiếm hoi trong cái kết quả chống dịch, vẫn duy trì được cái trạng thái bình thường trong chống dịch. Cái này là khó lắm đấy. Thế rồi cái tăng trưởng kinh tế với nhiệt độ cao và ngày càng cao. Đánh giá rất cao và rất mừng về những cái thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đạt được trong phần đầu của nhiệm kỳ. Nhưng mà với cái đà này thì cũng chúc nhưng mà cũng có một cái niềm tin rất lớn là chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đồng chí Chánh án Tòa Nhân dân tối cao nhấn mạnh, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thái Bình. Trên cương vị của mình, đồng chí Chánh án Tòa Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Tiếp đó vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao làm việc với Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy dự buổi làm việc. Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết trên 3.800 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 86%. Trong đó, Tòa án Nhân dân tỉnh thụ lý 717 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 82%. Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố giải quyết trên 3.100 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 86%. Trong quá trình giải quyết xét xử các vụ án, Tòa án Nhân dân hai cấp đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng theo chỉ thị số 26 và những vụ việc thuộc diện thường vụ, thường trực theo dõi chỉ đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận những đóng góp của Tòa án Nhân dân hai cấp trong sự phát triển chung của tỉnh.
các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành đã đề ra, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Qua theo dõi thì chúng tôi cũng đánh giá cao là Tòa án dân tỉnh trong thời gian qua các đồng chí cũng rất là quan tâm, tập trung đầu tư cho đội ngũ cán bộ công chức, trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng, rồi công tác tập huấn nghiệp vụ, rồi việc các đồng chí cũng tăng cường cái trao đổi nghiệp vụ, rồi tổ chức các cái phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua đấy thì cũng đã khắc phục được nhiều cái hạn chế trước đây. Rồi cũng rất hoan nghênh các đồng chí trong việc là thường xuyên gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời báo cáo về thỉnh thị, xin ý kiến của cấp ủy các cấp. Trước đây và chưa có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh ấy, thì tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo các vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp. Thì về phía tòa án thì các đồng chí cũng tòa án tỉnh các đồng chí cũng tham gia tham mưu và cũng tư vấn cho tỉnh trong cái việc chỉ đạo định hướng giải quyết các vụ việc và cũng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của tỉnh để về biết chọn ra trọng tâm trọng điểm để xử lý kịp thời dứt điểm, nhất là các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Thái Bình đang tập trung cao cho phát triển kinh tế xã hội và đi kèm với đó là sẽ phát sinh những vấn đề cần được giải quyết. Vì vậy rất mong Tòa án Nhân dân tối cao quan tâm hơn nữa đến Tòa án Nhân dân hai cấp ở Thái Bình. Về phía tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện trong khả năng để Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình. Kết luận tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hỗ trợ của tỉnh Thái Bình đối với ngành tòa án. Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được thời gian qua. Chất lượng giải quyết vụ án được nâng lên, không có tình trạng phải sửa án do lỗi chủ quan, không xảy ra tiêu cực trong xét xử án. Đối với những vụ án phức tạp đã được Tòa án Nhân dân tỉnh xử lý triệt để, đề cao tính răn đe, giáo dục, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử. Đặc biệt cần tăng cường thực hiện phiên tòa xét xử trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phù hợp với xu thế hiện nay. Thực hiện các cái nghị quyết của Quốc hội, ví dụ như là cái xét xử trực tuyến và hòa giải ấy, thì các đồng chí cũng đã quan tâm. Tuy nhiên thì với quy mô cả tỉnh ấy, mà mới 31 cái vụ xét xử trực tuyến thì không phải nhiều. Thế nên là thời gian tới các đồng chí phải cố gắng hơn cái xét xử trực tuyến. Cái xét xử trực tuyến này ấy, thì có nhiều tác dụng. Nhất là những cái vụ về ma túy ấy. Bị can có thể bị bắt ở đâu đó, Sơn La, Hòa Bình, thậm chí trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà xử vụ ma túy ở Thái Bình đây, công an phải vào tận thành phố Hồ Chí Minh để dắt cái bị can đó ra. Nhưng mà cho phép ngồi trong trại giam của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì tham gia vụ án ở đây thì đã tốn kém không biết bao nhiêu là tiền, cái tiền đi dẫn giải. Các đồng chí tòa án thì các đồng chí tăng cường cái xét xử trực tuyến các vụ án hành chính. Và khi đã xét xử trực tuyến rồi ấy, thì cái này là hỗ trợ cho ủy ban rất nhiều. Ít nhất là anh bận bịu gì đấy, anh ngồi tại cơ quan của anh vẫn có thể tham gia phiên tòa được. Thế rồi nó cũng đỡ nhiều cái khác cũng nhắc lại. Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị phải chú trọng công tác hòa giải để tạo được sự đồng thuận lớn hơn trong nhân dân, thực hiện minh bạch công khai các bản án lên cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án Nhân dân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tới dự có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội là một công cụ tài chính đắc lực của tỉnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Từ 3 chương trình với dư nợ hơn 220 tỷ đồng, đến nay triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 3.600 tỷ đồng, tăng gấp gần 14 lần.
tổng doanh số cho vay 20 năm qua đạt trên 13.420 tỷ đồng, với gần 870.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách xã hội được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng này đã góp phần phát triển sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tập trung triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức quán triệt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội gắn với các kế hoạch chương trình đề án thực hiện chủ trương của Đảng nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững của địa phương. Trong giai đoạn này thì rõ ràng là chúng ta phải tập trung cao vào cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đúng không? Thì các cái tín dụng chính sách thì chúng ta cũng phải gắn với điều đó, hay là cái đào tạo, cái phát huy chất lượng cái nguồn nhân lực thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là có một cái lực lượng lao động có chất lượng, có tay nghề cao phục vụ cho cái việc phát triển cái khu kinh tế Thái Bình của chúng ta, thì chúng ta cũng phải gắn kết những cái việc đó vào để chúng ta tính toán vừa để thực hiện đúng được cái mục tiêu, mục đích của tín dụng chính sách xã hội, nhưng mà lại gắn với đó thực hiện được cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển tỉnh. Tất cả chúng ta, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đấy, các tổ chức, chúng ta phải cụ thể hóa và thực hiện được mục tiêu phát triển tỉnh chúng ta theo tinh thần nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, chủ động phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố chiếm 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Thay mặt Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời biểu thị quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng, chính sách xã hội, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và phát huy hiệu quả. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, tận tâm phát triển vì mục tiêu giảm nghèo bền vững. 50 tập thể cá nhân vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chuông Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen, vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002-2022. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay Thái Bình có 12 đô thị, trong đó một đô thị loại 2 là thành phố Thái Bình, một đô thị đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 là thị trấn Diêm Điền, 6 đô thị loại 5 là đô thị thị trấn huyện lỵ và 4 đô thị khác là các trung tâm kinh tế văn hóa mới. Nhìn chung tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh hiện còn thấp so với cả nước và khu vực, quy mô nhỏ, hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Việc xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xác định, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các dự án đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sự cần thiết phải xây dựng phương án đề án về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030 để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh các nội dung, trong đó phải phối hợp để đưa vào quy hoạch tỉnh về phát triển đô thị, mục tiêu là nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh. Các huyện, thành phố ra soát lại quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở cho đồng bộ. Đồng chí cũng cho ý kiến về việc phân chia các giai đoạn phát triển đô thị, định hướng mục tiêu phát triển đô thị, vấn đề phân bố đô thị. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tuyên truyền quán triệt về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.
Trên 100 đại biểu được quán triệt nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố, hướng dẫn số 25 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị huyện ủy Quỳ Phụ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại đơn vị địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chiều nay, đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình, kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phạm Đồng Thụy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong 2 năm qua, đã ban hành 31 nghị quyết của Đảng ủy chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quy định về quy chế dân chủ gắn với công tác chuyên môn. Nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chuyển biến tích cực. Nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện kịp thời các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt và thực hiện nghiêm túc đúng pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong thực hiện, kiện toàn nâng cao chất lượng của ban chỉ đạo xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên ban chỉ đạo. Cũng trong chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kinh tế xã hội tại huyện Thái Thụy. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo tiến độ đề ra. Gần 2 năm qua, kinh tế xã hội đạt kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành đơn vị địa phương của huyện Thái Thụy cần rà soát các nội dung tại các chương trình hành động và các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, của tỉnh. Những vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh bổ sung chương trình làm việc hàng năm cho phù hợp, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm sáng lúa chiều cây vụ đông, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống đồng, gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phóng sự được thực hiện tại huyện Đông Hưng. Hàng chục năm nay, gia đình bà Thìn chưa bỏ vụ đông nào. Năm ngoái với một mẫu ruộng, trừ các khoản chi phí, bà Thìn còn thu về hơn 30 triệu đồng. Thắng lợi đó đã tạo động lực để bà mở rộng diện tích gieo trồng lên 1,8 mẫu trong vụ đông này. Mình tranh thủ là cấy sớm, xong năm bắt đầu gặt, tranh thủ gặt gọi là lúa hơi xanh tí, thì gặt tranh thủ sớm để gặt để rồng. Rồng sớm để bán sớm thì giá cả nó được cao hơn. Từ nhiều năm nay, nông dân An Châu luôn tích cực trồng cây vụ đông, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính nhằm nâng cao thu nhập, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Vụ đông năm nay, xã có kế hoạch gieo trồng 180 ha, trong đó bí vẫn là cây chủ lực, được nông dân chọn lựa, bởi đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ. Cánh đồng như này thì nó cũng thuận lợi, mà làm nếu mà làm vụ đông được mà chăm sóc tốt thì coi như nó cũng đạt được gấp 2, gấp 3 lần so với cấy. Còn ở xã Đông Xá, hầu như nhà nào cũng trồng cây vụ đông, nhà nhiều trên một mẫu, nhà ít cũng vài sào. Vào giữa tháng 9, khi lúa mới đỏ đuôi, nông dân nơi đây đã rẽ lúa đặt bầu bí để đảm bảo khung thời vụ. Đến thời điểm này, Đông Xá đã hoàn thành việc gieo trồng 100 ha bí xanh bí đỏ. Gia đình nhà tôi là vào bầu cách đây chục hôm rồi, đưa ra được một tuần. Chắc tầm khoảng độ tháng nữa, hoặc nhanh thì cũng phải 25 ngày. Nếu mà thuận lợi thời tiết ý, thì thu hoạch nước đầu. Để được thực hiện được kế hoạch đó thì hợp tác xã đã chủ động coi như là khơi thông dòng chảy, phân bố cái cơ cấu
giống lúa cho nó phù hợp và sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con xã viên là cách trồng, chăm sóc cũng như là để rạch rộng để khi làm bầu thì mình sẽ đặt ra lúa trước khi gặt. Vụ đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, dễ trồng, dễ chăm sóc. Việc đẩy mạnh và mở rộng diện tích cây vụ đông đang là hướng đi tích cực trong chuyển đổi cây trồng thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, giá trị trên cùng diện tích đất canh tác, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân. Các tin tức văn hóa xã hội sẽ tiếp tục chương trình. Chiều nay tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hội Y học tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Y học tỉnh Thái Bình được thành lập tháng 12 năm 2020, là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, đến nay đã có 750 hội viên. Tổ chức hội là nơi để các bác sĩ, nhân viên y tế trao đổi chuyên môn, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, phát huy trí tuệ tập thể, chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Y học tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, tổ chức các hội nghị khoa học, tăng cường hợp tác, hỗ trợ trong nước và quốc tế trong lĩnh vực y học. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30 của Quốc hội về các chính sách phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết số 30 của Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2021 làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động áp dụng một cách linh hoạt song vẫn đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong phòng chống dịch COVID-19. Và thực tế triển khai đến nay, công tác phòng chống dịch đã đạt được kết quả quan trọng, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Bộ Y tế được ủy quyền hoàn thiện báo cáo tiếp thu, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc về thể chế cần hoàn thiện. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm nay, Thái Bình ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới, giảm 22 ca so với ngày hôm qua. Số ca F0 đang điều trị cũng có xu hướng giảm. Toàn tỉnh hiện đang giám sát điều trị 320 ca F0, trong đó tại cơ sở thu dung bệnh viện 27 ca. Số quản lý điều trị tại nhà là 293 ca. Tuy nhiên, hiện dịch COVID-19 kết hợp với sự gia tăng ca nhiễm các loại virus đường hô hấp khác trong mùa đông sẽ gây thêm áp lực cho hệ thống y tế. Trong đó có sự gia tăng của số ca mắc virus adeno tại nhiều tỉnh, thành phố. Cho tới nay, vẫn chưa có vaccine phòng virus adeno. Phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là rửa tay khử khuẩn thường xuyên, cho trẻ uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc để tăng đầy đủ hệ miễn dịch, cho trẻ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cần thiết khi đến lịch. Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Từ chiều nay, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Mắt bão số 4 cũng đang dần hình thành trở lại. Điều này chứng tỏ bão đang tập trung năng lượng để phát triển rất mạnh. Với hoàn lưu mây ẩm rộng lớn với tốc độ di chuyển nhanh, bão đã gây mưa trên đất liền khu vực Quảng Trị tới Phú Yên và khiến gió ở các vùng biển đảo ven bờ mạnh lên. Dự báo mưa gió sẽ còn dồn dập và nguy hiểm hơn khi bão số 4 tiếp tục mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 vào đêm nay 27 tháng 9. Dự báo khoảng sáng sớm mai, tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế tới Quảng Ngãi với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Tình huống rất cấp bách, người dân ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định, vùng sẽ có gió bão mạnh nhất cần khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, Đặng Lê Nguyên Vũ là thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế trong các trận tuần 1, tháng 1, quý 1. Mỗi phần thi em đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và đã có một hành trình leo núi đáng tự hào khi lần đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với Thái Bình vào đầu tháng 10 tới. Ngay bây giờ, hãy cùng phóng viên thời sự gặp gỡ để điểm lại hành trình rất tự hào của cậu học trò này. Em đoán đây là số điểm đạt được của bạn Đặng Lê Nguyên Vũ. Bứt phá tự tin là phong cách của bạn Đặng Lê Nguyên Vũ. Thông minh và quyết đoán là hai từ để miêu tả anh Đặng Lê Nguyên Vũ. Nguyên Vũ tự tin, Nguyên Vũ tỏa sáng, Nguyên Vũ chiến thắng. Đó đều là những câu khẩu hiệu mà các thầy cô và các bạn học sinh tại trường Trung học phổ thông Bắc Xuyên Hà
dành cho Đặng Lê Nguyên Vũ, thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết đường lên đỉnh Olympia về với Thái Bình. Lần đầu mà khi mà em xem chương trình thì đó là trận chung kết của năm thứ 11, cách đây khoảng 11 năm rồi. Và khi đó thì em đã nhen nhóm một ước mơ của mình, đó là sau này thì mình sẽ được tham gia chương trình. Từ đó đến nay thì cũng như mọi người đã theo dõi qua truyền hình thì em đã vượt qua được 3 cuộc thi tuần tháng và quý. Và hiện tại thì em đã hoàn thành được 3/4 giấc mơ của mình, đó là được đứng ở trận chung kết của Olympia. Người dẫn đầu ngày hôm nay cũng mang lại một cầu truyền hình cho trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình, đó chính là Đặng Lê Nguyên Vũ với 300 điểm. Em không biết nói gì nữa, cầu truyền hình về với Thái Bình, về với trường học tâm giờ của chúng em ạ. Đây là cuộc thi mà diễn ra vào năm lớp 11, năm mà em cảm thấy là khi đó thì mình tự tin nhất về cái kiến thức của mình. Em đã có được cái sự chín chắn của mình qua Olympia. Bây giờ thì em có cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho bản thân mình khi bước vào môi trường đại học. Và em có dự định rằng mình sẽ theo học ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Em sẽ dành những quãng thời gian riêng lẻ ra, phân chia rõ ràng thời gian cho từng môn học, từng lĩnh vực kiến thức. Và đặc biệt là em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho phần hiểu biết chung, lĩnh vực khác cùng các lĩnh vực xã hội. Em không mất quá nhiều thời gian để quyết định, bởi vì trong mỗi dự định của em thì em đều đã gửi gắm vào đó một ước mơ rằng em muốn hoàn thành nó, em muốn đạt được nó. Thông điệp mà em muốn truyền tải cho các bạn đó là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Thời gian của các bạn vẫn còn dài. Tất cả những gì cần có để chinh phục được những gì mà mình mong muốn, những gì mà mình muốn đạt được trong tương lai. Tâm thế của Vũ rất là thoải mái và tự tin. Và điều đấy chính là cái động lực, chính là cái nền tảng khi để bạn ấy bước vào cuộc thi nó trở nên dễ dàng hơn. Đặng Lê Nguyên Vũ đến thời điểm này đối với chúng tôi là đã là người chiến thắng rồi. Và tuy thế thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ thể hiện được cái bản lĩnh của mình như cũng như em đã thể hiện được trong các cuộc thi, trận thi trước. Mong rằng các quý vị khán giả của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và Thái Bình TV sẽ cùng nhau để cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi tại sân khấu chung kết của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22, truyền trực tiếp vào ngày 2 tháng 10 trên VTV3. Em là Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình. Em đã sẵn sàng cho trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.